Thì thật là một cái duyên lành, Pháp Hòa cũng không nghĩ là hôm nay ngày thường mà vẫn có được khoảng vài trăm Phật tử đến thăm Pháp Hòa và để tham dự buổi sinh hoạt này. Thì chú Phúc cứ ngày hôm qua chú đến sớm, sáng nay chú cũng tới thăm để trước khi đi. Và chú cứ luôn bày tỏ là quý Phật tử vùng này rất hoan hỷ khi biết là quý thầy có thể sắp xếp được một chuyến đi xuống đây như thế này. Thì thưa đại chúng, đây là cái duyên khởi, và chúng ta hy vọng rằng sau cái duyên này này chúng ta sẽ có nhiều dịp hơn nữa trong tương lai để tạo thành một cái sinh hoạt cho cộng đồng Phật tử ở đây vào những cái dịp lễ như là Vu Lan hay Phật Đản, ít nhất là một năm một lần, để ít nhất là mình cũng hâm nóng cũng như là giữ duy trì cái văn hóa, cái truyền thống đẹp ở xứ người, và nhất là cái vùng hẻo lánh như thế này. Mà quý vị là những người đã đến đây để lập nghiệp sinh hoạt ở đây, thì Pháp Hòa nghĩ rằng nếu chúng ta đồng lòng nhất tâm thì cũng có thể sắp xếp được những cái công việc như vậy. Thì hy vọng trong tương lai chúng ta có nhiều dịp hơn ngoài cái buổi hôm nay. Thưa đại chúng, ở trong đời sống hàng ngày á, bất cứ mình đi đâu và làm gì, nếu mình luôn có được những người đồng hành trợ duyên cho mình thì đó là một cái duyên lành của mình. Thí dụ mình làm ăn mà có một cái người đồng nghiệp chia sẻ với mình, hay thậm chí họ không phải đồng nghiệp với mình nhưng mà họ trợ duyên cho mình, thì cái đó cũng là một cái phước, nó cho mình một cái năng lực, một cái sức mạnh, một cái sức mạnh để chúng ta cố gắng thành tựu công việc của mình. Thì các thầy đi xuất gia cũng vậy. Nếu mà mình khởi tâm cái liệt hành đạo mà mình không có những vị thiện tri thức thì để hỗ trợ cho mình trong công việc này thì nhất định không thể thành. Ví dụ Pháp Hòa đến đây bằng tất cả thiện chí, nhưng nếu Pháp Hòa không có được sự trợ duyên của từng vùng thì Pháp Hòa không thể làm được những công việc như tâm nguyện của mình. Vì vậy cho nên cái điều kiện đầu tiên á, để chúng ta thành tựu được cái công việc của làm của chúng ta, nhất là trong cái đời sống tu tập, thì chúng ta phải có thiện tri thức. Tu tập á, nó không có nghĩa là mình phải làm một cái gì rất là đạo, nhưng mà chính cái tu tập nó là cái món ăn tinh thần để nó điều phối, nó điều phục lại cái thân tâm của mình. Mà khi mà thân tâm của chúng ta được bình an đó, thì cuộc sống hàng ngày của mình, cái sự chăm sóc con cái, sự dạy dỗ con cái, sự chăm sóc gia đình, sự quan tâm vợ con, quan tâm chồng con, quan tâm người thân của mình, nó có một cách chánh niệm ở trong nó. Mà chúng ta giảm đi những cái hành, những cái hình thức chúng ta làm khổ nhau. Tại vì chúng ta luôn luôn đề xướng cái tiêu đề là hạnh, làm hạnh phúc cho nhau. Đâu có một người nào đến cầu hôn với một cô thiếu nữ mà nói anh muốn cưới em làm vợ để làm khổ đau cho em không, hay là nó là để khổ đau cho nhau, mà luôn luôn nói mình đến để mình làm hạnh phúc cho nhau. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ nói cái ý, cái chữ hạnh phúc mà chúng ta không, chưa nhận chân hạnh phúc là gì hết. Thật ra vì vậy mà có thể trong cuộc sống, hay là vì chúng ta quá nghĩ cái hạnh phúc đó, rồi khi chúng ta đi vào cuộc sống thì nhiều cái chi tiết trong cuộc sống như là công ăn việc làm, tiền bạc, đời sống, nó chi phối và nó làm mình mất đi cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, thì chúng ta nóng nảy, chúng ta không còn đủ tự chủ để chúng ta nhẹ nhàng trong từng lời nói, nhẹ nhàng trong từng cái việc làm của mình. Tại vì cuộc sống nó rất nhiều cái chi phối. Không phải chúng ta chỉ có đi làm không, mà trong sở làm nhiều khi nó không thuận lợi như ý mình, rồi lại có những cái chuyện xảy ra và đời sống rất là căng thẳng. Rồi con cái mỗi ngày nó mỗi lớn lên, nó không còn dễ thương, nó không còn dễ dạy như là hồi nó nhỏ nữa. Nó cũng làm cho mình một phần bị căng thẳng, và từ đó nhiều thứ nó xảy ra trong cuộc sống này. Vì vậy mà một Phật tử đó, đây mình nói riêng,
gọi là nếu mình là một Phật tử gọi là tu tập. Nhưng sự tu tập này nó không phải hạn hẹp ở trong Phật tử. Chữ tu tập, tập là gì? Là mình kết lại. Tu là mình chuyển đổi. Như vậy tu tập nó không dành riêng cho Phật tử, mà tất cả những ai trong cuộc sống này muốn cuộc sống mình khá hơn, tốt hơn thì đều phải có cái quan tâm đến sự tu tập của mình. Tức là mình làm sao mình huân tập một cái tốt, mình thay đổi những cái xấu, gọi là tu tập. Cái gì tốt thì mình tập. Tập tức là mình huân lại, mình gom nó lại. Còn tu là mình chuyển đổi, là thay đổi. Như vậy cái gì nó đã tốt không cần tu, chỉ cần giữ nó thôi. Thí dụ Pháp Hòa, ví dụ như là cái nhà của mình lúc nó một miếng đất hoang thì bắt đầu mình phải xây dựng. Nhưng mà xây dựng xong rồi á, mình phải clean up, dọn dẹp, duy trì nó. Có thể nó sẽ 20 năm sau nó mới hư, thì chừng đó bắt đầu tu bổ, tu sửa. Chiếc xe cũng vậy, cơ thể một con người còn trẻ cũng vậy. Lúc mình trẻ không có bệnh gì hết á, ăn uống thoải mái, lỗ tai còn nghe tốt, mũi còn ngửi tốt, chân đi rất tốt, khiêng vác rất tốt, nói chung là một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng mà trong vài mươi năm sau, 40 năm sau thì bắt đầu nó có thể nó yếu dần, thì chừng đó bắt đầu phải lo uống thuốc, lo tu bổ. Vậy thì chữ tu là chỉnh sửa, chữ tập là mình kết tập. Những cái gì hay thì mình kết tập lại. Giống như một cuốn sách đó, từng trang giấy gom lại, ta kêu một cuốn tập, vì nó sự kết hợp. Thì chúng ta cũng vậy. Tu là mình chỉnh sửa. Thì cái chuyện đầu tiên để mà trợ duyên cho cái bước đường tu tập của mình, thì chúng ta cần có những vị thiện tri thức. Ở đây một cộng đồng nhỏ, cho là vài trăm người, nhưng mà nếu như mà mình giữ được cái sự tu tập đó, mà có được một vài người bạn cùng chí cùng tu với mình, mặc dù không có chùa hay là không có một cái đạo tràng của người Việt nào hết, nhưng ở nhà mình nỗ lực mình tu tập và trợ duyên cho nhau tu tập, cái đó vẫn là thiện tri thức. Tại vì thiện tri thức nó có ba loại: đồng hành thiện tri thức, ngoại hộ thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Vợ chồng là đồng hành thiện tri thức đó, chồng vợ cùng phát tâm tu tập với nhau, và vợ chồng cũng có thể là giáo thọ thiện tri thức của nhau, tại vì giúp đỡ, nâng đỡ nhau, nhắc nhở nhau trên con đường tu tập. Có nhiều khi mình mời chồng ra ngoài một buổi tiệc vui quá, mình có thể nói những lời nó hơi đi xa, về nhà vợ có thể nhắc nhở để làm gì? Để mà mình thắng lại. Tại có những lúc mình vui quá cái mình quên, mình có thể những câu nói chơi nó hơi đi xa, có thể làm cho người khác buồn, hay là va chạm vào cái tự ái của người khác. Cho nên mình làm gì mình không có cái lỗi. Ngược lại vợ cũng có thể như vậy, cho nên chồng có thể nhắc nhở. Rồi con cái mình nó có thể như vậy, cha mẹ có thể nhắc nhở. Cho nên mình sống với nhau đều là đồng hành thiện tri thức, rồi nhắc nhở với nhau, gọi là giáo thọ thiện tri thức. Còn những cái gì mà mình cần, mình trợ giúp cho nhau, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Đó. Thí dụ như quý thầy đi giảng thì cũng phải có những vị thiện tri thức như ngoại hộ, cần giúp cho ly nước, cần tổ chức cái này, làm kia, quý vị ngoại hộ. Đó. Pháp Hòa đến đây, chỉ đến để sinh hoạt, toàn tất cả trước đây là quý vị phải lo đi kiếm chỗ, đi mướn ho, rồi sắp xếp, rồi thông báo, rồi phân phối ai làm thức ăn, ai làm này làm kia, mặc dù chỉ một buổi sáng sinh hoạt. Nhưng nếu không có những cái sự trợ lực trợ duyên đó, chúng ta cũng không thành tựu được. Cho nên đời sống hàng ngày chúng ta rất cần một thiện tri thức. Mình kết hợp làm chồng làm vợ theo cái nghĩa thế gian, làm chồng làm vợ, nhưng hãy chuyển hóa, làm cho cái tình cảm vợ chồng nó nâng cấp lên,
Bây giờ không phải là một cặp vợ chồng bình thường như thế gian, mà mình là thiện tri thức của nhau. Mà nhận nhau làm thiện tri thức của nhau rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái đời sống của mình đó, nó thánh thiện. Vợ chồng có giận nhau cỡ nào cũng sẽ không nói những lời thô, tại vì vẫn quý trọng người đó là một thiện tri thức của mình. Thiện là gì? Thiện là khéo, tri là biết, thức là hiểu. Người đó khéo biết mình và hiểu mình chính là thiện tri thức. Pháp Hòa ví dụ, hôm nay Pháp Hòa mới gặp quý vị thôi, thì gọi là biết nhau không? Biết. Nhưng mà mình chưa gần với nhau nhiều cho nên chưa có hiểu nhau. Nhưng mà vợ chồng sống với nhau là biết nhau và hiểu nhau, chứ gọi là tri thức. Ở đây người Việt sống gần với nhau. Ví dụ như hồi nãy trên xe đi chở Pháp Hòa có chú Thái, chú Phúc, hai chú ở đây từ năm 80 mấy tới bây giờ, ở đây mấy chục năm, chơi thân với nhau. Đó, hai vị đó là tri thức của nhau đó. Chẳng những biết nhau mà còn hiểu nhau nữa. Nhưng mà mình biết nhau, mình hiểu nhau để mình làm hạnh phúc cho nhau gọi là thiện. Nhưng mà ngược lại, nếu biết nhau, hiểu nhau mà làm khổ nhau thì chữ thiện nó được đổi thành ác. Thay vì thiện tri thức là ác tri thức. Nó cũng có những dạng ác tri thức. Thí dụ người ta biết cái anh đó, hiểu luôn ảnh luôn, tánh anh đó tham lắm. Thấy không? Thành thử ra nếu mà người đó muốn hại mình thì sẽ làm những cái hình thức nào đó, tạo những cái câu chuyện nào đó để đưa mình vào cái con đường ham danh, ham tiền, để mình đi vào cái đường lao lý. Hoặc là biết tánh mình nóng nảy lắm, tôi mà chỉ cần biết cái tánh nóng đó, cho nên họ nói một hai câu là mình phừng lửa lên liền. Mình luôn luôn làm cho mình sống bằng một cái trạng thái của bực bội, khó chịu. Đó là ác tri thức. Nhưng mà ngược lại, thí dụ người vợ biết tánh chồng rất nóng, cho nên luôn luôn không nói những cái gì để chồng nóng nảy. Hoặc là biết tánh chồng không ưa cái người đó, cho nên nói chuyện gì cũng né, không có nhắc cái người đó. Hoặc là nếu có nhắc đi nữa, nhắc cái như thế nào để chồng không có nổi cơn bực bội, thì cái người vợ đó là thiện tri thức của chồng. Biết tánh chồng nóng nảy, cho nên không bao giờ nói những cái gì để làm cho tánh chồng có thể bực bội thêm lên. Ngược lại, người vợ có những cái gì đó mà không vui, người chồng cũng không né, không làm, không nói để cho người vợ không khó chịu. Cho nên hàng ngày mình sống, mình quan tâm cho nhau, mình biết nhau cái gì thích, cái gì không thích, để chúng ta tránh né cho nhau, để không làm cho nhau khổ, thì cái người đó là thiện tri thức của mình. Quý vị cứ tưởng tượng sống một ngày 24 tiếng mà giận hết 12 tiếng rồi, mà suốt quanh năm vậy sao chịu nổi. Cho nên mình sống với nhau, mình gần gũi nhau, mình rất cần một thiện tri thức. Mà hãy nên làm một thiện tri thức của nhau. Biết nhau cái gì không ưa, đừng có chế chăm để cho cái hạnh, đừng để làm cho cái hạt giống buồn bực của người đó nó không tăng trưởng. Như vậy thì mới sống đời ở kiếp được. Như vậy thì người đó mới đủ cái năng lực sức khỏe mà sống được. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa đi giảng. Đi giảng suốt, đi thì mất sức. Đi travel, đi máy bay, ngồi chờ đợi, rồi xe cổ, sức lực nó cũng hao mòn chứ. Rồi đến đó rồi phải giảng thuyết, rồi phải tiếp xúc. Đi ra ngoài thì rất là nhiều việc phải làm. Nhưng rồi khi trở về chùa, ôi cha, đệ tử thế này thế kia, làm cho mình thêm khổ sở nữa. Đi ra ngoài cực khổ, về nhà thì khổ tâm. Thì như vậy làm sao sống nổi đó. Mình nói ví dụ vậy. Thì nếu mà người đệ tử ở trong chùa đó mà biết như vậy, cố gắng sống hài hòa, làm những cái công việc chăm sóc chùa viện để thầy yên lòng, thầy đi làm chuyện hoằng pháp lợi sinh, thì khả dĩ thầy còn sống lâu để làm việc. Chứ còn không là đi ra ngoài lao lực, về nhà lao tâm. Kiểu này riết lao đầu chết. Thì Pháp Hòa ví dụ đời cũng như đạo. Mình ở trong đời với nhau cũng vậy. Cho nên mình đề xướng một cái tiêu chí,
mình hạnh phúc cho nhau. Nhưng chúng ta hãy tư duy, hãy quán chiếu, chúng ta làm hạnh phúc cho nhau bằng cách nào, làm cách nào, chứ không phải chỉ một câu nói đó. Thậm chí mình mang tiền về, mình đi làm mình mang tiền về, mình mới trợ duyên cái phần vật chất thôi. Nhưng có nhiều khi cái người sống trong nhà đó đó, họ không phải chỉ cần cái vật chất mà họ rất cần sự quan tâm của mình. Con cái trong nhà như thế nào mình không biết, thậm chí vợ mình có những cái đau bệnh mà chưa được nói với mình cũng không quan tâm, vân vân. Thành thử ra mình làm thiện tri thức. Thiện là khéo, tri là biết, thức là hiểu. Biết người đó mà hiểu người đó mới gọi là tri thức. Nhưng nếu biết và hiểu người đó và luôn luôn làm cho người đó sống trong cái tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng, cái đó gọi là thiện. Nhưng ngược lại, hạch sách người đó, làm khổ người đó thì cái đó gọi là ác. Chữ ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là tổn giảm. Ác nghĩa là tổn giảm. Mình làm tổn giảm sức khỏe, tinh thần của người đó, chứ không nhất thiết phải cầm dao giết người. Chữ ác nó không có nghĩa là mình làm cái gì mà gọi là tày trời mới kêu là ác. Mình sống với nhau, mình làm tổn giảm cho nhau từ tinh thần, bằng tổn giảm hạnh phúc khổ cho nhau bằng lời nói, bằng hành động, đều là ác hết. Cho nên cái việc đầu tiên chúng ta cần có là thiện tri thức. Mình cần có một thiện tri thức, và bản thân mình cần làm một thiện tri thức của người khác. Mình cần một thiện tri thức và mình sẽ làm một thiện tri thức của người. Cái việc đầu tiên là có cần thiện tri thức. Thứ hai là thỉnh thọ giáo pháp, tức là mình làm gì? Thường xuyên. Chữ thỉnh là mời. Thí dụ như là mỗi lần mình mời quý thầy trong chùa dùng chữ thỉnh. Thỉnh thầy dùng cơm, thỉnh thầy thuyết pháp. Chữ thỉnh là mời. Giống như mình thắp hương, mình thỉnh Phật chứng minh à, thì thay vì mình nói mời thì mình dùng chữ thỉnh, vậy thôi. Nhưng mà thật sự mình mời bằng tiếng Việt cũng chẳng sao, không có gì lỗi hết á. Bất quá là mình một cái là mình dùng tiếng âm Hán Việt, cái mình dùng thẳng tiếng Việt Nam. Cái gì mình thoải mái mình cứ dùng. Con mời thầy cũng được. Còn hôm nay con rằm, con nấu chè, con mời Phật về dùng cũng được. Cái đó tâm của mình. Đó là cái hành động biểu tượng của tâm. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nghe Pháp. Trong cuộc sống á, mỗi ngày á, nó đều có những cái hay. Hồi sáng này Pháp Hòa có, trước khi đi á, Pháp Hòa có nhắc một em trẻ: con ráng học nha. Mỗi một cái trang giấy mà người ta viết á, thí dụ một quyển sách đó, mỗi một trang sách đó ít nhất sẽ có vài chữ, vài câu để mình có thể học hỏi từ cái trang sách đó. Đời người của chúng ta, mỗi ngày nếu chúng ta muốn, chúng ta đều sẽ lượm lạc được những cái hay trong ngày đó. Mỗi một trang sách phải có một vài chữ, vài câu trong đó mình phải lượm lạc được. Mỗi một ngày chúng ta sống, chúng ta có thể có được một vài điều hay chúng ta lượm lạc được. Cái đó là gì? Đó là giáo pháp. Tại vì chữ giáo là dạy. Nhà Phật gọi là pháp. Pháp là con đường, là lẽ thật, là chân lý. Mình muốn đi phải biết đường, muốn làm phải biết cách. Bất cứ làm cái gì, thậm chí thỉnh một cái chuông, thỉnh một tiếng chuông cũng phải biết cách thỉnh. Nếu không thì tiếng chuông nó không phát hay. Cắm một bình hoa phải biết cắm, không thì bình hoa cắm không đẹp. Dù chỉ là nấu một gói mì, nhưng không biết nấu mì đâu ngon. Hay là bắt nồi cơm lên nấu mà không biết nấu cơm không chín. Cho nên bất cứ việc gì nó đều có công thức của nó hết. Thì chúng ta học cái công thức gọi là nghe pháp, chứ không có gì hết. Vậy nghe pháp không phải tu, nhưng muốn tu không thể không nghe pháp. Tại vì nghe mới hiểu, hiểu mới ứng dụng đúng.
Cho nên đệ tử Phật đó là nói riêng. Còn nói chung trong cuộc sống, mỗi người chúng ta mỗi ngày chúng ta đều mở lòng ra để chúng ta học những gì cần học. Đại chúng nhớ nha, cái học nó nhiều dữ lắm, nhưng mà cái gì cần chúng ta học, học cho bản thân. Ví dụ bây giờ mình là một người mới qua Canada thì có rất nhiều thứ mình cần học mà nó liên quan đến đời sống mới của mình. Học tiếng Anh, học cách sống của người phương Tây, học cách giao tiếp, học cách thích ứng với đời sống mới. Thậm chí bây giờ học qua đây rồi thì cha mẹ các bậc lớn tuổi cũng phải học cái đời sống mới để chi? Để thông cảm cho con cái. Không còn bắt buộc con cái như hội Việt Nam. Thì ở Việt Nam khác, bây giờ qua đây con cái nó bận rộn dữ lắm. Ở Việt Nam mình đi làm còn có ngủ trưa, chứ đây làm gì có ngủ trưa. Ở đây là không có chuyện ngủ trưa rồi đó. Mà thậm chí là đi làm cho người ta mà giờ nghỉ mấy phút là mình nghỉ mấy phút thôi. Muốn xin nghỉ đâu phải dễ, mà xin nghỉ phải có lý do, vân vân. Thành thử ra rồi cha mẹ ít có được cái sự quan tâm chăm sóc của con cái như ở Việt Nam. Mà mình đã đến đây rồi thì mình mở lòng chấp nhận, và cái gì nhỏ nhỏ bỏ qua được tốt. Và mình thích ứng để chi? Để con cái không phải nặng lòng. Mặc dù con cái rất thương hiếu thảo mình, mà nếu được sự thông cảm cho mình thì mình làm cho con cái nhẹ nhàng, nhẹ lòng, yên chí mà đi làm, vì có được sự cảm thông của cha mẹ. Rồi con cái cũng hiểu được cái tâm trạng của cha mẹ ở xứ người. Qua đây giống như là bốn bức tường, không biết tiếng Anh, không đi đâu được. Mùa đông bước ra thì đã lạnh, nhưng mùa này đã lá lạnh rồi đó. Mà tiếng Anh thì không biết nói, đi đâu phải dễ được nữa. Cho nên mình cũng mở lòng trở lại, mình hiểu thông cho cha mẹ đó. Rồi những cái lúc mà mình được rảnh chở đi đây đi kia để khuây khỏa, mặc dù không đi đâu được, chứ mà đi chợ, đi búa, đi vòng vòng cũng để khuây khỏa một chút, thoải mái chân tay một chút. Mình sống là mình học, mà mình học cảm thông cho mọi người, vì cũng như mọi người đang cảm thông cho mình. Tại vì cuộc sống nó phải hai chiều chứ không thể một chiều được. Quý vị cứ thấy không? Bên này là đèn đỏ dừng thì bên này đèn xanh đi. Hễ bên này đèn xanh đi thì bên này đèn đỏ phải dừng. Một cái four way stop thì ai dừng trước thì phải nhường nó để mà đi. Còn nếu mà mình gặp cái bảng yêu thì mình phải chậm lại. Tất cả đều có những cái signal, có những cái bảng, có những cái chiều của nó hết. Mình nghĩ mình dừng chiều này nhưng mà để chiều khác thông. Chiều khác dừng để chiều của mình được thông. Cuộc sống nó là phải vậy. Cho nên nếu mà bốn phía đều đèn đỏ hết thì cuộc sống nó bế tắc. Mà bốn phía đều đèn xanh hết thì thế nào cũng đụng nhau. Cuộc sống nó phải vậy. Đừng nghĩ rằng tại sao tôi phải thua lỗ với người kia. Không, cuộc sống có gì thua lỗ hết á. Mình là người thân với nhau, mình nhường nhau một chút, mình hy sinh cho nhau một chút, mắc gì thua lỗ. Mà nếu chúng ta sống với nhau, làm chồng với nhau, làm vợ với nhau, làm chị em với nhau, mà cứ đặt cái vấn đề thua lỗ của người đời thì mình đâu phải là bà con quyến thuộc. Mà sống không có gì thua lỗ hết. Cái quan trọng là cái đó không phải là thua lỗ, mà là cái đức biết nhường nhịn, cái đức biết nhẫn nại, cái đức khiêm cung, cái biết bước nhường người. Tại vì người được thì mình giảm. Mà thưa đại chúng, cái gì làm cho mình được như vậy? Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ sống. Quan trọng là mình sống như thế nào để không thẹn lòng ra đi. Đó là cách Pháp Hòa thường suy nghĩ và tu tập. Nhiều khi mình thấy mình bị ép á. Ví dụ mình nói mình bị chơi ép á. Đó là thế gian như không. Nhưng mà suy nghĩ lại, kệ. Ai sống sao cũng được. Mọi người rồi cũng đi tới chỗ cuối. Mình sống như thế nào để khi mình nằm xuống, mình nhắm mắt, mình ngủ mỗi đêm thôi, mình cảm thấy cuộc sống mình bình an, mình không có làm những cái điều gì quá đáng để mà đến nỗi hại người, làm khổ người. Mỗi đêm mình làm việc đó thôi,
Chưa nói đến cái lúc cận tử nghiệp, mình nằm bệnh trên giường, rồi bao nhiêu cái hình ảnh mà chúng ta sống làm khổ đau cho người này, thương hại đến người khác, nó sẽ quay lại, nó làm khổ mình. Rồi cái nghiệp lực đó nó sẽ đưa mình đi đến những chỗ đau khổ khác nữa. Chi vậy? Đâu cần. Cho nên thường pháp hòa, làm gì trong cuộc sống mình không có những cái lúc như vậy. Nhưng thôi, mình cứ luôn luôn mình suy nghĩ, đã là con người với nhau, sống với nhau thì phải có hy sinh. Cái đó là cái đức hạnh của người, đức hy sinh, chứ không có phải thua lỗ gì đâu. Thí dụ bây giờ nè, con mà nó đi học về khuya, nó đói bụng, mình thấy mình không nỡ, đêm nào cũng bắt nó phải nấu một gói mì nó ăn, nó đi mua thức ăn ngoài đường, cho nên mình canh nó về, cái mình ngồi dậy mình nấu cho nó một miếng ăn. Mình làm mẹ nó mà sao mình khổ dữ vậy? Nó đi khuya về nó còn hành xác mình nữa. Mình nghĩ như vậy cái tự nhiên bao nhiêu cái bực bội nó trồi lên. Nhưng nếu mình nghĩ mình được dạy, mình nấu cho con một bữa tối nó ăn, phải ấm áp cái tình mẹ con không? Nó đi là học về khuya, mình nấu ăn cho con để nuôi dưỡng cái tình cảm mẹ con. Nó đi đâu nó cũng nhớ cái hình ảnh đó. Nếu mà con đi hết vòng quả đất tròn, người thương con và trông con mỏi mòn, không ai ngoài mẹ. Đó đâu có gì đâu mà phải lỗ lã đâu. Đó là một sự hy sinh mà rất đẹp. Mình nuôi dưỡng cho trong lòng một đứa con một hình ảnh một người mẹ. Không phải là mình đóng kịch, tại vì mình làm bằng tất cả tình thương của mình. Cái đó có gì đâu mà lỗ lã. Thành thử ra vợ cũng vậy, chồng cũng vậy. Tại sao mình làm vợ mà mình phải chịu cái cảnh khổ như vậy? Ổng thì như thế này thế kia, hay là ngược lại bả thì như mình cứ làm đi. Nếu mà cái người đó họ chưa có nhìn ra được á, với cái cách sống dễ thương đó của mình, thế nào mình cũng làm tan đi một trái tim băng đá đó của người kia. Còn nếu chưa được nữa đó, thì ít nhất mình cũng sống tròn cái bổn phận của mình. Tại vì mình sống, mình đã nhận nhau bằng một cái danh rồi. Hỏi anh với chị có danh phận gì không? Dạ, danh phận của chúng tôi là vợ chồng. Vậy thì danh của anh là chồng, sống tròn bổn phận chồng gọi là danh phận. Danh của mình là vợ, sống tròn bổn phận gọi là danh phận. Thầy phải, người tu phải sống tròn bổn phận của người tu là danh của người tu. Hỏi thầy là gì? Tôi là tỳ kheo, tôi là tu sĩ Phật giáo, thì phải sống tròn cho cái bổn phận của mình. Cho nên tiếng Việt Nam gọi là danh phận. Đã có danh thì phải có bổn phận. Mà danh gì thì bổn phận này. Hỏi con đang là gì? Dạ con là học sinh. Thì con phải ráng làm tròn bổn phận của một học sinh, là lo đi học chứ không phải chơi game nhiều. Lo đi, cha mẹ đưa con qua đây để làm gì? Để gia mẹ cho con qua đây đi học, gửi tiền qua cho con đi học, gửi tiền qua cho con đóng tiền nhà con ở, mua thức ăn con ăn, đủ thứ chi phí hết. Mà con không ráng con học là con không làm tròn cái bổn phận của con. Cha mẹ làm tròn bổn phận của cha mẹ là cho con đi học, ở nhà làm cực khổ, dành dụm tiền bạc gửi qua đây cho con đi học, cho con có cuộc sống tốt. Mà con, cha mẹ đã làm tròn bổn phận của cha mẹ, mà con không làm tròn bổn phận của con, khi ra ngoài này với cái danh nghĩa là du học sinh, thì con có lỗi với cha mẹ. Và mình không làm tròn được cái bổn phận đó. Mà ngay bây giờ cái bổn phận nhỏ nhất của mình là chỉ lo đi học, mình làm chưa rồi, mai mốt có chồng, có con, có vợ, lấy gì sống nổi với cái danh phận đó nữa. Tại vì cái nhỏ mà làm chưa rồi, làm sao mình sống được cái lớn. Mà danh phận với tự thân còn chưa được, thì làm sao mình sống tròn bổn phận với người khác được. Mình sống tròn cái bổn phận của mình, thì tự động mình sẽ tròn với bổn phận khác được. Cho nên á, khi mà đi khai thị cho người sắp mất á, Pháp Hòa hay dùng cái câu: bác đã làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ, một người chồng đối với vợ, một người cha đối với con, một người ông đối với cháu, và một người
bổn phận của một người thân đối với những người thân của mình. Thôi bây giờ bổn phận mình đã xong, duyên đời mình đã mãn, chấp nhận xả ly. Tại vì mình đến cuộc đời này mình đều nhận một cái thiên chức hết, mình là một người con hết, hay nói rộng lớn là một con người. Ngoài mình làm con của các người khác, mình còn có một con nữa, đó là con người. Thì hãy sống như thế nào để tròn bổn phận của một con người. Mà bổn phận của một con người là không làm ác, ráng làm lành. Thế thôi. Bây giờ mình quý vị nghĩ coi, có phải mình ai cũng phải có một cái bổn phận đầu tiên của chính mình là một con người không? Đó. Thật ra mình nhiều con lắm. Mình làm con đủ thứ, con của ba, con của mẹ, nhưng mà mình cũng là một con người. Mà con một con người thì phải sống đúng với cái bổn phận của một con người. Đó là không làm các điều ác, ráng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Mà nếu mình không học cái giáo pháp thì làm sao mình biết được đường nào để chúng ta bỏ ác làm lành. Cho nên nhà Phật đề xướng 10 cái thiện nghiệp giúp chúng ta sống bỏ ác làm lành. Khi chúng ta học xong, chúng ta tư duy cái nghĩa lý mà chúng ta học. Đó, thí dụ hôm nay những gì Pháp Hòa chia sẻ, hay xưa giờ Pháp Hòa chia sẻ, hay là tất cả các thầy chia sẻ trên băng giảng, mình có thể mình nghe, mình tư duy. Như ngày hôm qua Pháp Hòa nhận một lá thư của một bạn trẻ, năm nay mới 20 tuổi thôi. Cái lá thư viết rất thấm thiết và chia sẻ mọi cái bế tắc, những cái hụt hẫng, những cái sụp đổ, những khổ đau trong cuộc đời, dù chỉ mới 20 tuổi. Mà bạn nói rằng nếu trong thời gian qua con không có được những bài giảng của thầy và của các thầy, bây giờ con không biết con đang trôi dạt về đâu, cuộc đời của con sẽ làm khổ mình và khổ người như thế nào. Cho nên đời cần lắm những bậc thiện trí thức. Và quý vị cũng đừng nghĩ rằng chỉ có các thầy mới có thể làm chuyện đó. Trong gia đình của mình vẫn có thể là một người thầy của con mình, của anh chị, của người thân mình được hết. Muốn được như vậy thì tự thân chúng ta nỗ lực học giáo pháp, tư duy giáo pháp và hành giáo pháp. Tại chỉ có khi nào chúng ta có học, có tư duy, có hành thì chúng ta mới thành tựu được. Cũng giống như một người học sinh vậy đó. Vô lớp học bài, làm bài. Học sinh mà vô lớp không học bài phải gì có điểm không? Mà vô lớp rồi ngồi học mà không chịu làm bài lấy gì có điểm? Cho nên phải làm bài, đi thi thì mới có điểm, mới ra trường được. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, trên thế gian có những dạng người quý đó, người nói pháp quý, nhưng mà người nói pháp không quý bằng người nghe pháp. Tại ông nói con mình ông nói, mà nếu mà ngàn người nghe có phải ngàn người đó quý không? Cho nên người nói pháp không quý bằng người nghe pháp, người nghe pháp không quý bằng người hiểu pháp. Tại vì nghe là một việc, hiểu không là một việc nữa. Rồi người hiểu pháp không quý bằng người hành pháp. Rồi cuối cùng á, trên đời có hạng người thứ năm là người biết tri ơn và báo ơn. Phật dạy trên đời có năm dạng người quý: người nói pháp, người nghe pháp, người hiểu pháp, người hành pháp, người tri ơn, báo ơn. Tri ơn là gì? Nhận diện những cái ơn. Báo ơn là gì? Trả những cái ơn mình ghi nhận. Đó, ví dụ một học sinh tri ơn cha mẹ, phải ráng sống như thế nào để đền ơn cha mẹ, những cái hoài vọng của cha mẹ. Mà các con, các bạn trẻ đó, có một cái phước lớn
Thời trước muốn đi du học đó, đâu phải dễ. Thời này, thứ nhất, ở đây người ta mở cửa. Thứ hai, cha mẹ mình có hoàn cảnh. Mà các bạn biết là cha mẹ hy sinh nhiều lắm đó. Dành dụm đi làm ở Việt Nam cực khổ, dành dụm để đủ số tiền hàng năm gửi qua đây cho mình. Có nhiều khi mình xài tiền mà quên tri nguyên cái nguồn tiền từ đâu. Uống nước phải nhớ nguồn là vậy. Ẩm, thủy, tư, nguyên. Bốn chữ đó. Uống nước nhớ nguồn. Ẩm, thủy, tư, nguyên. Uống nước phải nghĩ đến nước này từ đâu. Cho nên nhớ được cái nguồn nó từ đâu thì trân quý từng giọt nước mình uống. Mình xài tiền cũng vậy. Cho nên ở chùa Phố Hòa hay nhắc các thầy lắm. Mỗi khi mình làm một việc gì, mình ăn một món ăn gì, đừng cầm lên ăn không. Nhìn biết bao nhiêu công sức cực nhọc ở trong đó. Có nhiều khi một ly cà rem mình ăn 5-7 đồng, ngon, ngọt, trong vòng vài phút. Nhưng mà 5-7 đồng đó có thể người ta làm một tiếng đồng hồ mới kiếm được 7 đồng bạc đó. Pháp Hòa nhớ cách đây hơn 30 năm. Khi Pháp Hòa 36 năm trước, khi Pháp Hòa đến Canada này, mẹ Pháp Hòa đi làm có 3 đồng giờ chứ nhiêu, 3 đồng một tiếng đồng hồ. Rồi từ từ lương mới lên tới 5 đồng. Mà thời đó mà ai đi làm mà 8 đồng một giờ đó, trời ơi là tiền, mình cảm thấy là tiền nó lớn dữ lắm. Hồi đó quý vị biết đi superstore, đi chợ đó, đẩy ra một cái xe đầy đồ ăn luôn, 50 đồng. Bây giờ 50 đồng mình cầm không có gì hết. Nhiều khi đi vô Tim Hortons không, lấy vài ly cà phê, vài cái bánh ngọt là ra 50 đồng bay cái vèo, phải không? 30 mấy 40 năm trước 50 đồng nhiều lắm. Xăng có 25 cent lít rồi. 35 cent rồi. Hồi đó vào Pháp Hòa để dành được 14 đồng tiền Canada là đổi được 10 đồng tiền Mỹ. Đi vô ăn một viên kẹo 50 cent cũng không dám. Vì mình nghĩ mình để dành tiền để gửi về Việt Nam giúp cho người nghèo. Hồi đó mình nuôi một em học sinh một tháng có 10 đô thôi. Thành thử mình nuôi một người, mình nhận nuôi một em tháng 10 đồng. Bây giờ 10 đồng uống ly nước à, bây giờ mấy đứa trẻ mà nó vô mấy cái tiệm mà bubble tea, trà trân châu. Hồi Pháp Hòa mới qua mùa hè đi chơi với mấy bạn Việt Nam, mỗi sáng là chỉ cần trong túi một đứa có một đồng thôi là đủ ăn bữa trưa. Vô McDonald's á là đủ một bữa trưa ăn đông bát thôi. Bây giờ một đồng không có gì hết đó. Viên kẹo, hai viên kẹo là cùng. Cho nên mình mới thấy mình dùng mỗi một cái đồng tiền đó, nó không phải từ trên trời nó rơi xuống, nó không phải từ dưới đất nó đi ra, mà nó từ sự dành dụm của mỗi người. Cho nên khi mình mở nước lên, có bài kệ mở nước để mình dùng. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Bây giờ mình chỉ cần mở nước mình xài thôi, đôi khi mình cứ xài mà mình quên nó từ đâu ra. Nó từ những sự khó nhọc, nhưng mà cái nước đó là một sự nhắc nhở. Từ đâu mà chúng ta có? Thì thấy được như vậy cho nên chúng ta biết tiết kiệm. Tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt nha. Tiết kiệm nghĩa là chúng ta xài cái nào đúng chứ không xài phí. Còn keo kiệt nghĩa là có mà không dám xài. Còn nếu xài, xài của người khác. Không phải xài của mình. Của người khác xài thoải mái. Không phải của mình, xài rỉ rỉ thôi. Đó. Đó, cho nên hôm nay Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng, cuộc sống của chúng ta, nói tu tập theo Phật, nó không phải là cái chuyện gì ghê gớm, mà nó ngay trong cuộc sống của chúng ta. Và bất cứ ở đâu có con người
là ở đó sẽ có tham sân si. Ở chỗ nào có con người là chỗ đó có tham sân si. Cho nên trong kinh Đại Thừa nói địa ngục ở đâu? Địa ngục tại mỗi người. Tại vì nơi nào có tham sân si là nơi đó có địa ngục. Nhưng mà thiên đường ở đâu? Thiên đường ngay tham sân si. Tại vì chỉ cần chuyển hóa được tham sân si là thiên đường có mặt. Hạnh phúc trong một cái gia đình đó và đổ vỡ cũng ngay đó, mà hạnh phúc cũng ngay đó. Thí dụ bây giờ hồi xưa mình sống, mình chưa biết làm hạnh phúc cho nhau, nhưng mà một khi mình hiểu được rồi, mình quyết tâm mình sống trở lại. Cho nên Phật dạy hay lắm. Một người quý trên đời là biết tu sửa những gì đã hư, biết bồi đắp những gì đã gãy đổ, đã sụp nát, và biết xây dựng những gì chưa xây. Chỗ nào chưa xây mình xây, mà chỗ nào hư mục tu sửa, chỗ nào nó hư sập mình xây dựng trở lại. Đó là cái thí dụ như mình chưa xây dựng hạnh phúc nè, gọi là mình ráng mình xây dựng hạnh phúc. Nhưng nhiều khi hạnh phúc được 5-10 năm rồi giờ bắt đầu nó hư mục, thì mình phải tu sửa cái đó, phải chỉnh sửa từ cái chỗ mình rơi rụng đó. Như vậy thì mới gọi là một người đệ tử sống tích cực hiểu đạo. Cho nên tu là vậy thôi, chỉnh sửa. Cho nên hàng ngày chúng ta dùng cái từ tu tâm dưỡng tánh. Tâm thì phải tu mà tánh thì phải dưỡng. Tại tánh là cái bản chất an nhiên thanh tịnh của mình, ráng dưỡng cái đó. Còn tâm nó thì thôi, nó bồng bềnh, nó thích, nó vui buồn bất tử lắm. Cho nên ráng chỉnh cái tâm đó. Đang vui vậy đó mà người khác chỉ cần nói một câu vô, cái tâm vui này thay đổi liền. Cho nên cái tâm mà nó, tâm là cái trạng thái bên ngoài đó, nó hay thay đổi đó, cái là vọng tâm đó. Còn chân tâm là giống như cái bản chất của mình. Có duyên để làm gì? Để chúng ta tiến tu tinh tấn. Mà khi chúng ta tu tinh tấn thì cái quả càng ngày càng trong sáng. Thí dụ như mình để một bình hoa thì mình phải thường xuyên chăm sóc, biết rằng cái hoa này thế nào nó cũng tàn, nhưng mà mình chăm sóc nó thì nó last long rồi, nó có thể nó kéo dài được hơn, cái duyên của nó sống dài hơn. Hay là cái hoa nó chỉ là cái nụ, mà nếu chúng ta biết chăm sóc thì cái hoa đó nó sẽ nở ra thành một cái hoa tốt. Thí dụ như quý vị mà chưng hoa huệ, mà nếu mà quý vị biết cách đó, là quý vị phải ngắt cái đầu ở trên cái hoa huệ đi. Và khi mình cắt cái hoa là mình phải cắt xéo và cắm vô nước, mà luôn luôn là phải ngâm bằng nước ấm chứ không ngâm nước lạnh. Thì quý vị tạo cho nó là duyên nước ấm, ngắt cái đầu một chút và cắt xéo, thì cái hoa huệ nó nở từ trên xuống dưới. Cái nha. Chứ đi mua hoa huệ Việt Nam về ngắt đầu sao không nở kiếm em. Quý vị biết cái hoa, cái hoa tiếng Anh là lily đó, mình gọi là lily đó. Đó, cái loại hoa huệ đây đó, thì cái hoa đó, nhưng mà nói với nói chung á, là tất cả các loại hoa, quý vị muốn nó nở và nó sống lâu thì không nên ngâm bằng nước lạnh. Mà luôn luôn nước là phải ấm, không phải là nóng, nhưng mà nước ấm. Tại vì khi mình thí dụ như á, mùa đông mình mùa Tết của mình á, mình mua cái mai Tây Phương ở đây về mình chưng cái mai, mà không phải mai kiểu Việt Nam mà mai kiểu Mỹ ở đây đó. Mà quý vị muốn nó cái ngày gần Tết nó nở cho tròn vàng cho đẹp á, thì đừng ngâm nước lạnh, phải ngâm bằng nước ấm thì nó mới nở mà nó không có rụng. Còn nếu quý vị ngâm nước lạnh á là nó sẽ rụng sớm mà nó không nở hết. Phải không? Thì như vậy thì mình tạo cho cái hoa nó đủ cái duyên tốt để nó nở. Thì bây giờ cũng vậy, mình muốn cuộc đời mình nó phấn chấn hơn thì mình đừng có nghĩ những cái điều kiện xấu, mà mình luôn luôn nghĩ tới những điều kiện tốt. Mình nói ví dụ, mình sống ở cái đất nước Hoa Kỳ này, mình cũng có khổ chứ không phải là không.
Nhưng mà mình có thể khổ một chút về thân, nhưng mà bù lại khổ về tâm. Nhưng mà so lại thì cái khổ vật chất mình không đến nổi. Có nhiều người họ khổ cả tâm, họ khổ cả vật chất, đời sống gia đình. Chẳng hạn như sống ở những cái nước nghèo. Như vậy thì khi mình khổ cái này, mình nghĩ mình cũng còn điều kiện tốt, là mình còn được những cái điều kiện khác nó trợ duyên cho mình. Ví dụ như trong lúc mình khổ mà mình lại được cái duyên gặp Phật Pháp, mình được gặp những thầy hiền bạn tốt dẫn dắt cho mình. Như vậy thì tất cả chúng ta gặp nhau thì chúng ta gặp nhau trong cái duyên tốt. Mà nếu mà chúng ta luôn luôn nghĩ cái duyên tốt và tạo cái duyên tốt thì chúng ta luôn luôn sẽ gặp nhau trong nhiều cái hoàn cảnh tốt. Thấy không? Thí dụ như ở đạo tràng đây, tuy không có rộng nhưng mà cái đạo tràng này giống như đạo tràng của Duy Ma Cật. Thấy không? Tuy nó nhỏ nhưng mà lòng không có nhỏ. Mà khi lòng không nhỏ rồi á, thì chúng ta ngồi chật, ngồi hẹp, nóng bức, nhưng mà chúng ta vẫn an vui. Bởi vì chúng ta lại chú tâm đến những cái duyên thù thắng hơn, cái duyên khá hơn, để chúng ta vui vẻ, thoải mái. Quý vị hiểu ý vậy? Vậy thì chúng ta gặp nhau như thế này là chúng ta gặp bằng những cái duyên tốt. Quý vị hiểu ý ha? Thì bây giờ mỗi ngày quý vị có tu tập thì quý vị không gặp nhau ở chỗ này thì cũng gặp nhau ở chỗ khác. Thấy không? Ở chỗ này và muôn chỗ khác. Nếu mà được sinh làm đệ tử, nếu được sinh trở lại làm người, sẽ sinh làm đệ tử Đức Như Lai. Theo tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi người về bến giác. Thì mình phải nói mỗi ngày mình phải phát những cái nguyện như vậy. Và nếu mình nguyện có phát, tâm có lập, thì bắt đầu chúng ta hành những cái nguyện chúng ta làm. Thì dù hoàn cảnh có đau khổ, có khó khăn, thì chúng ta vẫn an nhiên tự tại, vì chúng ta biết tất cả đều là duyên. Đủ duyên thì chúng ta gặp, cũng đủ duyên thì chúng ta chia tay. Thí dụ bây giờ mình gặp nhau bây giờ là 6 giờ, chừng 2 tiếng nữa hết duyên, duyên nó hết rồi, mai phải đi làm, phải không? Rồi Pháp Hòa còn có show khác. Rồi thì sao? Không, thì chúng ta mỗi người có cái chỗ để mình đi. Hôm nay thì Pháp Hòa gặp quý vị, Pháp Hòa xin nói như vậy để cho tất cả chúng ta thấy rằng mình là Phật tử, mình tu thì luôn luôn mình phải tạo cho mình nhiều cái điều kiện vui để mình sống. Thật ra trên đời này vui cũng chết, buồn cũng chết, thôi chết vui. Không? Thảo nào mà người ta thường nói không? Ngậm cười mới chín suối. Chứ có ai nói ngậm buồn mới chín suối đâu. Không? Tại đến người đời họ cũng nói ngậm cười mới chín suối. Thì mình là Phật tử phải hơn cái đó. Mình nghĩ những cái duyên tốt để chúng ta phát triển. Mấy ngày nay đi ở bên này thì Pháp Hòa thường nói với quý Phật tử đi chung xe đó. Pháp Hòa nói quý vị có phước lắm, quý vị mới sinh sống ở tại cái xứ Cali này. Mà cách đây 17-18 năm trước, Pháp Hòa ghé đây lần đầu tiên. Và Pháp Hòa ở đây một tháng trường. Và khi ở đây một tháng như vậy thì Pháp Hòa có nói rằng á, nếu trong tương lai mà có cái dịp, mà nếu giống như cái duyên mà Pháp Hòa chọn ở xứ Cali mà ở, thì Pháp Hòa sẽ ở cái thành phố San Jose này. Cái lý do đó là tại vì Pháp Hòa thích cái không khí ở đây. Cái thời tiết ở đây rất là tốt. Người cũng tốt nữa thầy. Để em khen. Người nhà khen mất linh. Mà Phật tử ở đây á, thấy rằng Pháp Hòa thấy quý vị tu hành tinh tấn. Phải nói là quý vị đây tu rất tinh tấn, mà tu có bài bản á. Là một. Cái thứ hai mà Pháp Hòa nói, ở ngay cái xứ này, cái đất nước Mỹ này, mà tiện lợi như ở Cali này mà không tu nữa thì không biết làm gì. Muốn ăn chay bất cứ một cái tiệm đậu hũ nào cũng có thức ăn chay, chưa nói tới Di Lặc Di Đà. Không, thành thử ra cái điều kiện quá tốt. Bây giờ chùa quá chừng luôn, không muốn đi chùa nào cũng được hết.
Thấy không? Cho nên giờ đây á, ở nơi này cái điều kiện nó quá tốt rồi, cái duyên lành nó quá đầy đủ rồi, mà mình không cố gắng mình tiến tu nữa thì nó rất ổn. Mà Pháp Hòa nghĩ quý vị có tinh tấn, có tiến tu, cho nên phúc báo đầy đủ. Phúc báo đầy đủ cho nên quý vị thường luôn được gặp quý tôn đức từ ở xa về đây thăm viếng và chia sẻ đạo lý đến quý vị, để sắp tấn nhắc nhở quý vị tu hành. Và Pháp Hòa cũng xin chúc mừng cho quý vị ở đây. Hôm nay á, mình còn ở trong cái tháng 7, lễ Vu Lan cũng đang lai rai tổ chức ở các chùa, và chính thức ngày rằm đã xong rồi, đã viên mãn rồi. Thì Pháp Hòa xin nói thêm một chút để quý vị hiểu được cái ý nghĩa của cái ngày lễ tự tứ. Thường thường quý vị biết là quý thầy sau 3 tháng an cư kiết hạ ở yên chỗ tu hành, thì quý thầy đến cái ngày rằm tháng 7 thì cái ngày lễ đó được gọi là lễ tự tứ. Thì cái lễ tự tứ này còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ, Phật hoan hỷ nhật, tức là ngày Phật hoan hỷ. Ngày này còn có cái tên nữa là tăng thọ tuế. Tăng là chư tăng, thọ là nhận, tuế là tuổi. Tức là ở ngoài đời á, mình sinh ra hết một năm thì đến ngày sinh nhật của mình thì mình tính một tuổi. Nhưng mà đối với chư tăng, những người xuất gia, thì ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng thêm một tuổi đạo. Mà cho nên gọi là tăng thọ tuế, tuế là tuổi. Mà tăng thọ tuế này, vì chư tăng sau 3 tháng tu học thanh tịnh, cho nên ngày này chư Phật rất vui, chư Phật hoan hỷ. Vì vậy ngày này còn được gọi là ngày lễ tự tứ. Tự tứ là gì? Tự tứ là cầu xin sự chỉ giáo. Nói một cách khác là mình thỉnh cầu người khác chỉ cái lỗi cho mình. Chưa nói ngày một kiền liên cứu mẹ sau này, nhân cái ngày lễ này mới có lễ Vu Lan. Ở đây mình nói cái ngày lễ này là lễ tự tứ sau 3 tháng tu hành. Nhưng mà với cái điều kiện á, là tăng vị ta tu nào, vị tu sĩ nào có an cư kiết hạ thì vị đó mới được một tuổi. Bây giờ tu 50 năm mà không năm nào an cư thì cũng không có tuổi. Phải mỗi năm phải an cư. Rồi bây giờ an cư á, là nó có nhiều cách, thấy không? Thí dụ như là mình tiền an cư là mình an cư đúng ngày, tức là sau lễ Phật đản. Lễ Phật đản ngày rằm, qua ngày 16 mình chiết chế an cư. Còn nếu như trường hợp mình không có đủ thời gian an cư 3 tháng thì mình hậu an cư, tức là sau rằm tháng 4 mình an cư. Còn nếu mình không có đi đến đại chúng đông đảo mình tùng chúng an cư, thì mình phải tâm niệm an cư, tức là mình ở ngay trụ xứ của mình, mình tuyên bố là hôm nay chúng tăng kiết giới an cư, con tỳ kheo vì gì đó cũng xin ngay đây này kiết giới an cư và tu học. Thì cứ hết đến cái rằm tháng 7 mình mới có được một tuổi. Và người ta tính tuổi đạo là người ta tính ở ngay đó. Và cái tuổi đạo còn được gọi là gì? Hạ lạp, pháp lạp, quý vị biết không? Hay là đạo lạp, tức là tuổi đạo, tuổi ở trong mùa an cư, thì thường thường ta kêu là hạ lạp. Cho nên quý vị đọc tiểu sử quý vị hòa thượng mất đó, thì quý vị sẽ thấy là hòa thượng trụ thế 74 năm, hạ lạp 55 năm. Thí dụ vậy đó, tức là hòa thượng sống được 74 năm và hòa thượng an cư được 55 lần, thì hòa thượng có 55 tuổi đạo. Tuổi đạo chứ không phải tuổi đảng nha. Và cái lễ này gọi là lễ tự tứ. Tự tứ chứ không phải là tự tử. À, thì cái ngày đó mình làm sao? Thì thí dụ như ngày hôm đó quý thầy họp lại và hỏi rằng vị nào có thể kham nhận được sự tự tứ của chúng tăng, thì trong đó sẽ có một vị tôn đức trưởng lão nhận lời, thì lên ngồi trên ghế, trên bàn, rồi hai vị tuần tự đi lên,
một vị, hai vị hay ba vị gì đó, rồi lên quỳ xuống bạch, nói bạch đại đức nhất tâm niệm, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo nói tên mình ra cũng xin tự tứ, nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo, con sẽ như pháp mà sám hối. Vậy thì mình nói rằng á, bạch thầy, trong 3 tháng qua con tu ở đây với thầy, thầy thấy con có lỗi, thầy nghe con có lỗi, hay thầy nghi con có lỗi, xin thầy thương con, nói cho con biết cái lỗi, con sẽ như pháp mà sám hối. Rồi vị thầy mới chỉ lỗi đó, còn nếu mà không có thì chỉ nói không có tốt, thì mình đáp dạ con xin nghe, rồi mình lại mình lui ra rồi vị khác lên. Thì cái ngày lễ ở đây đó, mỗi tháng quý vị có đi tụng giới không? Có tụng giới không? Phật tử mà quy y rồi thọ 5 giới, 10 giới, Bồ Tát giới là mỗi tháng phải tụng giới một lần. Thấy không? Mình không tới chùa tụng giới thì mình ở nhà mình tụng. Nếu mà hoàn cảnh ở xa chùa hoa quá thì mình không đến được. Thì mình giới tụng giới là sao? Tức là thí dụ bây giờ ai thọ 5 giới nè: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè, hút sách, thí dụ vậy. Thì tới cái ngày hôm đó mình đến trước bàn Phật, ngày rằm đó, mình lễ Phật xong mình đọc tên của mình lên: đệ tử Nguyễn Thị Xoài, pháp danh Diệu Xài, xin phát nguyện quy y Phật, quy pháp, quy tăng, nguyện giữ giới không giết người hại Phật, nguyện giữ giới không gian tham trộm cắp, nguyện giữ giới không tà hạnh ngoại tình, nguyện giữ giới không nói dối lường gạt, nguyện giữ giới không rượu chè, hút sách, thí dụ vậy. Đọc xong mình tụng là gì? Tụng là mình ôn đọc lại để cho mình nhớ cái đó. Và chư tăng á, mỗi tháng cũng 2 lần tụng cái giới đó, tụng những cái giới mà quý thầy thọ. Nhưng mà cái ngày lễ tự tứ á, mình tự tứ thì khỏi tụng giới. Tại vì mình tụng giới á, cũng giống như mình soi rọi những cái lỗi của mình phạm. Còn bây giờ mình tự tứ á, thì mình xin cầu thỉnh quý vị lớn hơn chỉ cho mình cái lỗi mình, thì chỉ mình sám hối thì coi như mình đã sám hối và tụng giới rồi. Thì bây giờ á, quý vị thấy cái tinh thần cao đẹp ở trong cái lễ tự tứ này là mình dũng mãnh, mình xin người khác chỉ cho mình cái lỗi. Dù người đó nghe mình phạm, nghĩ mình phạm hoặc là thấy mình phạm, xin thầy nói cho con biết. Thí dụ như thầy đó đi ngang, thấy mình đem cái khăn mình đem cất vô trong phòng, thầy đó có thể nghĩ là mình ăn cắp, thí dụ vậy. Và sau đó mình thầy đó nói: ồ, tôi thấy thầy bữa đó mang cái khăn vô trong phòng thầy cất, mà cái khăn đó là của thầy kia, sao thầy không trả? Nói: dạ không phải, thầy kia bỏ quên, con đi ngang con thấy con cất giùm. Nói ra người ta thấy mình có lỗi mà người ta nói ra, và mình có cơ hội mình nói là: dạ thưa con không có ăn cắp mà con gì con cất giùm. Vậy thì mình xin cái sự chỉ lỗi. Bây giờ nếu mình xin sự chỉ lỗi mà nếu người ta chỉ cho mình cái lỗi, mình có dám tiếp nhận lỗi không? Đó là cái chuyện nữa. Cái tinh thần đẹp á, là một người tu á, là mình phải dám chỉnh, dám sửa. Mà khi người khác chỉnh cho mình cái lỗi đó, phải không? Thì chỉnh là gì? Là làm cho nó ngay lại. Có đám méo người ta nói chỉnh là cho nó ngay. Cho nên tu là tu chỉnh. Thí dụ như bây giờ một cái người, một cái bản nội quy lâu năm quá chưa có sửa sang gì, cái lâu ngày mình đem cái nội quy đó ra, mình nói hôm nay cái nội quy này cần phải được tu chỉnh. Thấy không? Bây giờ cái điều này nó không phù hợp, 10 năm sau nó khác rồi thì mình phải chỉnh lại. Cho nên luật lệ ở county, ở city đây nó đổi hoài. Thấy không? Tháng trước mình lên vậy mà tháng sau lại khác. Vì theo kịp cái nhu cầu của cái dân số ở trong đó. Thì ở đây cũng vậy. Trong đạo Phật á, là chúng ta có một phương pháp là chúng ta xin lỗi. Xin đây là xin chỉ cho con cái lỗi. Rồi sau khi người ta chỉ mình cái lỗi rồi đó, mình nhận lỗi. Và sau khi mình nhận lỗi rồi mình làm gì? Mình sửa lỗi. Mà một người dám xin người ta chỉ cái lỗi, dám nhận cái lỗi, dám sửa cái lỗi,
Vậy thì quý vị thấy người đó có đẹp không? Người đó đẹp, phải không? Và người đó được như vậy thì người đó đầy đủ công đức, phước đức. Phước đức là mình huân tu, còn công đức là mình làm lành. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị cho Pháp Hòa cái khăn là quý vị có phước. Nhưng mà cái cách cho mà để cho người ta nhận khăn mà người ta không có buồn, người ta không có tủi, đó là đức. Đức là do cái hành vi, do cái hành động của mình thì mình mới có đức. Còn mình cho người khác thì bằng chứng rõ ràng sờ sờ là mình có phước, là mình có bố thí. Nhưng mà mình bố thí mà để cho người ta nhận cái bố thí của mình mà người ta cảm thấy tủi thân, người ta cảm thấy người ta là hèn, là người thấp kém, phải nhận cái ân huệ của mình, thì như vậy mình là người có phước mà không có đức. Cho nên cái đức á, không phải ở đâu, mà cái đức từ cái hành động của mình. Cho nên người ta thường gọi là đức hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là việc làm. Cái đức mình nó sanh từ cái việc làm. Còn cái phước mình á, nó sanh từ cái mà chúng ta ban rải ra ngoài. Cho nên cũng một cái lời nói chỉnh người khác mà mình nói thẳng, nói ngay, nói không sợ người ta buồn, thì mình nghĩ tôi vậy đó, chịu không chịu thì theo. Không phải mình chỉnh người ta mà mình phải có cách mình chỉnh. Cho quý vị thấy không, khi xin lỗi là phải ngồi ở một cái quỳ xuống xin cái lỗi. Và người chỉ lỗi phải nghiêm túc. Cho nên cái vị chỉ lỗi phải là một vị cao hơn mình, lớn hơn mình, chỉ cho mình cái lỗi. Và giờ cao này là cao cái gì? Không phải chỉ cao tuổi không, mà có nhiều khi người ta cao trên con đường tu hơn mình, nhiều khi người ta nhỏ hơn mình, nhưng mà ta có cái đạo hạnh hơn mình, ta chỉ cho mình cái lỗi thì mình nhận. Cho cái người đẹp là cái người dám nhận cái lỗi, dám sửa cái lỗi và xin cầu chỉ lỗi. Cho nên cái ngày lễ đó gọi là lễ tự tứ. Không? Mà trong đạo Phật có khi còn dịch là cầu xin sự soi sáng. Soi sáng là sao? Soi sáng tức là mình, người ta chưa thấy rõ vấn đề, mình thấy rõ, mình soi sáng cho người đó. Có nhiều khi mình trong cuộc mình làm mà mình đâu có biết nó lỗi, cho mình phải có người khác soi sáng cho mình. Quý vị hiểu không? Rồi sau này á, nhân quý thầy tu hành đạo đức như vậy trong 3 tháng, rồi ngày một kiền liên, do vì cứu mẹ mà xin Phật chỉ cái phương pháp nào cứu mẹ, thì Đức Phật mới nói: thầy nên nhân lúc chư tăng mãn hạ, sau 3 tháng an cư, thầy phát tâm cúng dường, nhờ cái nguyện lực, cái chú lực của chư tăng, để chú nguyện cho mẹ thầy, để mẹ thầy giải khổ. Tại sao cái chú lực nó quan trọng như vậy? Bởi vì mỗi người một tâm lực, một người thì nó yếu, mà nhiều người thì sao? Nó mạnh. Mà nhiều người mà đưa đến cái sức mạnh đó thì nhất định tâm mình phải chuyển. Pháp Hòa nói ví dụ, ví dụ như bây giờ một quý vị nói mời Pháp Hòa đến nói chuyện, thì Pháp Hòa cũng ngại lắm, Pháp Hòa từ chối. Nhưng một người nói, hai người nói, chục người nói, hai chục người nói, cái tự nhiên mình phải suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ là nhiều người thì nó có, mỗi người một tiếng nói là một cái lực. Quý vị hiểu ý không? Cho nên khi mình tụng kinh, mình cầu nguyện, tại sao mình cần đông người? Cái lượng nha, mình nói gì cái lượng, nhưng mà trong số những cái người đó, quý vị ngồi, cái lượng đó, mỗi người phải nhất tâm. À, nhất tâm là gì? Là mình hợp tâm lại thành một. Cho nên mình phải chắp tay. Mười ngón tay mình mà nó sơ le vậy, giống như cái tâm mình nó chạy nhảy đủ kiểu hết vậy đó. Rồi khi mình chắp tay đó, 10 ngón tay mình chắp cho khép lại, tượng trưng cho nhất tâm. Bây giờ tất cả các cái tâm niệm gì mình suy nghĩ đó, bây giờ gom thành lại một tâm thôi. Cho nên nhất tâm này để ngay đâu? Để ngay lòng ngực. Đó, cái ý nghĩa chắp tay để ngay lòng ngực là vậy đó. Thấy không? 10 ngón tay chắp là phải khép lại, chứ không có được vảnh, không có vảnh ra. À, nhiều khi mình đeo nhiều quá nó cộm đó, mình cũng không làm sao. Nhất tâm. À, mình đưa 10 ngón tay mình trở lại. Cho nên mình mới nói nhất tâm đảnh lễ. Phải không? Nhất tâm là một lòng đảnh lễ, không có hai lòng.
một lòng thôi. Cho nên tất cả quý vị thí dụ bây giờ á, người thì ở góc này, người ở kia, bây giờ là ở đây là ba phương bốn phía, nhưng mà hôm nay là nhất tâm trở về chỗ này để hội ngộ với nhau như thế này đó, phải không? Bây giờ có công ăn việc làm gì mà giờ một lòng trở về cái chỗ đó rồi thì chúng ta hội lại với nhau hết. Quý vị hiểu ý ha? Vì vậy mà cái sự mà hợp tâm của mọi người rất là quan trọng. Cho nên chúng ta còn dùng cái danh từ là hộ niệm. Thôi mình nhất tâm để mình hộ niệm cho người đó. Mà hộ niệm đây á, không phải là để chỉ khi nào tụng đám tang mới kêu là hộ niệm. Không, ai làm cái gì mình hộ niệm cũng được hết. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, Pháp Hòa qua San Jose có mình, ông cô thân độc mã, sợ Phật tử San Jose ăn hiếp. Quý vị nói không sao đâu, thầy yên tâm, có tụi tôi hộ niệm cho thầy. Hộ niệm là sao? Nhớ nghĩ ủng hộ. Hộ đây là hộ trì, ủng hộ. Còn niệm là nhớ nghĩ. Mình không có nhớ nghĩ mình không có ủng hộ, phải không? Mình có nhớ nghĩ cho nên mình mới hộ. Cho nên đừng có sợ. Thí dụ như nói chị tối nay em đi chỗ đó con mình à, chị đi với em, hộ niệm cho em. Nó nghe thấy ghê vậy. Không có, chữ hộ niệm nó hay lắm. Tại vì lâu nay mình cứ nghe chữ hộ niệm là mình thấy ớn vậy thôi, chứ chữ hộ niệm nó có gì đó. Mẹ hộ niệm cho con hộ niệm cho mẹ, chồng hộ niệm cho chồng, cho vợ, vợ hộ niệm cho chồng. Mình sống trong bạn đạo với nhau, mình hộ niệm cho nhau được hết. Nghe biết được á, cái người kia đang có chuyện buồn mà chưa có nói ra, mình biết được chuyện đó, mình phone thường xuyên, mình nhắc nhở, mình không có dám nói thẳng à, nhưng mà những cái lời hỏi han chăm sóc của mình là gián tiếp hộ niệm. Cho nên quý vị mà gửi tên về chùa xin cầu nguyện, mình đâu có mặt đó đâu, nhưng mà khi người ta tụng niệm, người ta ngồi đem cái tâm lực của người ta gửi năng lượng về cho từng cái tên ta đọc, ta hộ niệm cho mình. Cho nên cái sự mà nhất tâm hợp lực rất là cần, phải không? Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Chi Vu Lan rõ ràng, phải không? Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Phật nói lòng hiếu thảo của ngài một kiền liên giàu có lớn, dù cái tiếng nó có vang đến chín tầng trời, không? Nhưng mà ông phải biết rằng một mình không thể, ai cầu đặng đâu. À, thì cái nhân cái ngày lễ đó, thầy phải thỉnh mười phương tăng đều dự lễ này, như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chăm về thiền na. Như những vị người ta đang thiền định ở núi, ở khe, ở suối, như người thiền định sơn khê, chăm chỉ về cái vấn đề thiền định, chăm về thiền định, phải không? Chăm về thiền na, tránh cái điều phiền não, chăm về thiền na. Người ta chú tâm hợp lực, ta cầu nguyện. Cho nên mình mà cái điều đó mình làm mà nhiều người tới nói quá, mình cũng phải suy nghĩ lại, ủa tại sao mình muốn làm cái điều này mà nhiều người tới nói với mình là cái này không nên. Tự nhiên mình phải xoay tâm. Cho nên tâm của bà Thanh Đề là tham, cho nên mới diễn tả cảnh tham của bà đó, phải không? Diễn tả là sao? Tai tả che đậy, hữu hầu bốc ăn, lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt. Cho nên mới sợ chúng ma cướp giật của bà. Vì cái tâm tham như vậy, nó như một ngọn lửa nó thiêu đốt. Cho nên trong kinh mới diễn tả, cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Hóa than. Thì bây giờ cũng vậy, nhiều khi mình không có thấy cục than, cục lửa nào đốt hết á, nhưng mà cái tâm tham của mình, nó là một ngọn lửa. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, không lửa nào bằng lửa tham, phải không? Không có si mê nào bằng ái dục. Cho khi mà tham rồi á, là nó như ngọn lửa nó mung đốt mình. Vì vậy mà tâm tham đó, mà nếu người người đều cùng một lời, cùng một lời nói, cùng một ý suy tư ý nghĩ thì chuyển được. Cho nên chuyển phàm tâm đến gì? Đến thánh tâm. Rồi đó, trong đó đó, mỗi lần chúng ta tụng kinh, chúng ta phục nguyện, chúng ta phục nguyện làm sao? Tư thời đệ tử chúng đẳng,
tức là hôm nay đệ tử chúng con dị khẩu đồng âm. Dị khẩu là khác miệng, đồng âm là gì? Đồng một âm thanh, đồng một lời. Cái lời phục nguyện của mình vậy đó. Khi mình tụng kinh xong đó, mình phục nguyện: tư thời đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền, dị khẩu đồng âm, xưng dương Phật hiệu. Khác miệng nhưng mà đồng lời, phúng diễn chân thừa, tụng đọc chân kinh. Đó. Vì vậy mà chúng ta dù khác miệng nhưng mà đồng tâm. Đồng tâm Phật Pháp, cho nên mình mới gặp nhau như thế này. Cho nên mỗi ngày luôn luôn cố gắng nhiếp tâm tu học, cầu nguyện cho mình và cho người, ai cũng hướng về Phật Pháp. Mỗi khi mà Pháp Hòa lên tụng kinh lễ Phật thì Pháp Hòa hay nguyện như vậy đó: Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả mọi người biết hướng về Phật Pháp. Phải không? Tại vì mọi người mà nếu, tại sao hướng về Phật Pháp? Tại vì Phật Pháp cho chúng ta ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Giờ mình nghĩ đi, có phải Phật Pháp lâu nay đưa cho mình đi ba hướng không? Hướng thượng là luôn luôn đưa cho mình đi lên con đường cao thượng, đưa cho mình đi về con đường tốt, đưa cho mình con đường giải khổ. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là lý do tại sao mình phải tu Phật Pháp. Đó là lý do tại sao mình phải quy y Pháp. Mình quy y Pháp là luôn luôn mình đưa tâm mình trở về cái chỗ gọi là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà mình hướng như vậy, Pháp Hòa hướng như vậy, quý vị hướng như vậy, cho nên rồi sao? Ngày Chủ Nhật đáng lý giờ này mình ở nhà làm gì? Mình có thể mình tưới hoa, mình cắt cỏ, mình may vá, mình tổ chức ăn, rồi mình nói chuyện. Nhưng mà không, mình biết hướng tâm mình trở về gặp nhau như thế này. Bởi vì cơ hội, điều kiện như thế này không phải là dễ. Phải không? Cái cơ hội mà mình sống theo những cái bên ngoài dễ lắm, nhưng mà cái cơ hội mà gặp nhau, nói một lời lành, lời thiện, mà nhắc nhở cho nhau như thế này không phải là dễ. Bởi vậy mà người xưa có câu á: thiên kim dị đắc, hảo ngữ mang cầu, ngàn vàng dễ được, lời lành khó nghe. Lời lành không phải dễ. Nhiều khi á, người ta nói mà mình không có hợp cái tai mình thì mình nghe cũng không được đâu. Còn quý vị gặp Pháp Hòa thì thiệt sự Pháp Hòa có nói gì mới đâu, phải không? Cũng xào tới xào lui, tàu hũ mì căng, rồi thêm chút ngò chút ớt vậy mà ăn thích. Phải không? Thật ra thì đúng như vậy. Quý vị cứ nghiệm như vậy nè, để rồi mình sẽ tự thấy tại sao một cái bản nhạc đó ca sĩ nào cũng hát, đại nhạc hội nào mình cũng đi, mà thiệt sự không có bài gì mới hết, cũng bao nhiêu ca sĩ mình từng nghe từng thấy, cũng bao nhiêu bài hát mình từng nghe từng thấy, mà mình đồng ý trả với cái giá cả trăm đồng để mình vô nghe những bài nhạc cũ, những ca sĩ cũ mình không phiền, mà mình nghe Phật Pháp mà nghe free, phải không? Mà xào tới xào lui mình nó không như đó hoài. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình nghĩ như vậy, thí dụ mình có lỡ thoát như vậy, thì đây không phải chỉ để rồi mình tự mình cảm thấy như thế nào. Thấy không? Mình ăn cơm cũng xào tới xào lui bao nhiêu món, ăn hoài không ngán. Đó. Thậm chí mình đánh bài tứ sắc, xe pháo tượng, xe pháo ngựa, tứ sĩ tượng, mà mình chơi hoài năm này qua tháng kia mình thấy cũng có gì chán hết. Thì Phật Pháp cũng vậy. Tại vì nghe, càng nghe thì cái điều đó nó sâu vào trong tâm khảm của mình. Cho nên chúng ta phải tụng kinh là vậy. Tụng là sao? Tụng là lặp, tụng là lặp lại. Mà càng lặp lại thì lời kinh nó càng thấp. Bây giờ ở đây mà có ai tụng kinh lần mà thuộc không? Đâu có đâu. Phải không? Phải tụng nhiều lần. Thí dụ như cái bài sám quy mạng: quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương, ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đón lui.
nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Biết đâu nẻo tránh đường tà, oan kiên lắm lúc thật là nặng xấu. Nay con thẫn thiết cúi đầu, phơi bày sám hối cần cầu hồng ơn, hỏng tụng sao thuộc. Cho nên nó trời có cái bài kinh tụng hoài, à tụng mà chưa thọ trì. Quý nhớ bốn chữ đó không? Đọc tụng thọ trì. Đọc là nhìn vô Nam Mô Di Đà bà dạ gì đó, rồi mình mà dò theo mình đọc thôi. Rồi khi lâu ngày mình mới tụng, bắt đầu bây giờ mình có âm rồi đó, thấy không? Có âm có điệu là tụng rồi. Thọ đọc tụng, mới đầu mình không biết, mình tới chùa mình đọc thôi, nghe ta riết cái bây giờ mình bắt đầu tụng, phải không? Tụng là bây giờ bắt đầu nhớ rồi đó, nhớ từng chữ trong đó là thọ. Rồi bây giờ trì nè, làm theo những lời kinh nói. Quý vị thấy bốn chữ đọc tụng thọ trì chưa? Hay quá chừng quá đất, phải không? Mà lâu nay á, mình đọc trung kinh mình cũng thấy đọc tụng thọ trì mà mình không hiểu thế nào là đọc, thế nào là tụng, thế nào là thọ, thế nào là trì. Bây giờ mình mà trì kinh rồi đó nha, là mình giữ kinh trong tâm mình rồi đó, là kinh bây giờ giống như thuốc bổ vậy đó, giống như là binh khí giúp cho mình cản những cái giặc phiền não. Thí dụ như mà ai chọc mình một câu, bắt đầu mà cái cơn giận mình lên tới đây rồi, cái mình nhớ lại liền: tham giận kiêu căng si mê lầm lạc, à mô Phật ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm. Quý vị thấy không, cái bài sám hối mình tụng đó, phải không? Rồi mình mới nói, người ta mà mình vô chùa mà người ta gặp mình ta sai, nó chở gỗ mặt tôi dễ sai, không sai. Nhớ lên lòng vì đạo hy sinh. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ á, người ta có làm cái gì mình đi nữa, mình thấy sao tu mà tao người ta tiến của mình không tiến, mình nhớ cái câu liền: nương từ quan về tới bảo thành, đặng tự giác, giác tha viên mãn. Cho nên quý vị thuộc kinh không có lỗ lá. Mình thuộc những cái bài hát mà từng sầu đứt ruột nó mới lỗ, là tại vì khi mình buồn mình nhớ nó liền. Mình sầu mình buồn mình nhớ nó liền, phải không? Còn mình mà thuộc kinh đó là luôn luôn nó làm lợi lạc cho mình. Cho nên á, ở trong miền Nam á, có một cái phương pháp mà tu mà rất hay đó, là chư tổ viết những cái bài sám. Quý vị có biết mấy bài sám không? Mấy bài sám là những cái bài văn vần, mà trong cái những cái bài văn vần đó nó chứa đựng nghĩa lý, điển tích và những cái giáo lý mà dễ tụng dễ thuộc lắm. Xin thưa là từ nhỏ tới lớn là Pháp Hòa không bao giờ Pháp Hòa ngồi mà học những cái bài sám này, tụng không mà thuộc. Mà cái cách tụng là như vậy, mỗi ngày mình tụng bài, hôm nay mình tụng sám này, mai mình tụng sám kia, cứ thời kinh xong là mình tụng bài sám. Thí dụ như mình hôm nay mình tụng bài sám mười phương, không? Mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dâng tấm lòng thiền quy y với Phật, sám liền tội căn. Thuộc bài sám mười phương. Xong rồi mình qua mình tụng cái bài sám sám từ vân: một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hàng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Rồi thuộc bài sám như nãy Pháp Hòa tụng, rồi tụng cái bài sám Phổ Hiền. Cho nên những cái bài sám đó hay lắm, cái bài sám nó rất là hay, mà bài nào cũng rất là nhiều những cái ý nghĩa. Như cái giống như cái bài sám mà hay tụng hoài cho quý vị nghe, phải không? Cái bài mà cái bài mà chữ tu công đức vô lượng, ba đời chư Phật vẫn thường độ sanh, ai ơi gắng chí tu hành để mau đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Rồi bây giờ mình mà ham những cái cảnh trần gian quá, cái trong đó có một câu nhắc mình rồi nha: vượng còn biết mến trăm trăm, người xa vào chốn bụi hồng mà chi. Hai câu đó nó đi ra liền.
Cho nên kinh điển sám văn là thuốc bổ, multivitamin. Tại sao là thuốc bổ? Chữ thuốc bổ nghĩa là gì? Uống một viên đó vô là nó có đủ vitamin từ A tới Z. Uống vô trong này chỗ nào thiếu nó bổ không? À, mình thiếu vitamin C, vitamin C bổ không? Mình thiếu vitamin E thì cái viên đó nó bổ không? Cho nên một viên thuốc đó mà nó đủ các chất bổ, uống vô đâu chỗ nào thiếu nó bổ. Bây giờ cũng phải, mình tụng kinh mà học kinh mà thuộc thì bài kinh nào những cái sân si phiền não gì nó khởi là tất cả những cái đó nó đi ra, nó giúp cho mình. Rồi sau này quý thầy còn linh động hơn, biến những cái bài kinh đó qua một cái hình thức nhạc, phải không? Thí dụ như bây giờ mình mà mình giận, phải không? Mình biết là mình giận là cái mặt mình không có đẹp, thì nhớ liền có bài kinh: mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn sâu, trái tim hậm hực lửa đâu bừng to. Cái bây giờ mình tự mình ta thỉnh một tiếng chuông bon bon, tôi thấy ai cũng rầu, tôi muốn đâu giận hờn, lừa lừa tự đâu sao cứu dân dân từng cơn. Mình hỏi mình vậy, lửa lửa từ đâu, không? Rồi bắt đầu mình niệm Quan Âm. Quan Thế Âm lực, Quan Thế Âm hành, tôi tập mở lòng ra, tôi lắng nghe tâm mình, hạt giống kia mấy đời tiềm tàng trong tôi nên khiến tôi nói sân thật mau. Mình biết là cái cục sân nó ở trong mình. Cho quý vị thấy á, đạo Phật á không có bị gò bó trong một cái khuôn khổ mà biết tùy bệnh cho thuốc. Chúng sanh bệnh nào Phật cho thuốc đó. Có những chúng sanh đến với Phật Pháp bằng con đường âm nhạc, có những chúng sanh đến với Phật Pháp bằng con đường chai lạc, có những chúng sanh đến Phật Pháp bằng con đường tụng kinh. Và Đức Phật, chư Phật cũng hiểu tâm bệnh chúng sanh. Cho nên người nào chán cảnh ta bà, muốn ở cảnh cực lạc thì có Đức Phật Di Đà. Nhưng mà chúng sanh nào ham thích cảnh này, ham làm vua, làm quan, ham giàu có, ham chức quyền, ham những cái đó, Phật Dược Sư có mặt. Đọc kinh Dược Sư coi, toàn là những cái chuyện mà Phật nói là muốn. Muốn cái gì? Muốn giàu có, muốn quan chức, muốn tiền của, muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu sống lâu được sống lâu, cầu khỏe mạnh được khỏe mạnh, phải cầu Phật Dược Sư. Nhưng mà mình phải biết cầu trong chánh pháp. Ở đây có ai muốn làm giàu không? Ai mà không muốn giàu? Nhưng phải giàu trong chánh pháp. Quý vị thấy chư Phật không? Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, là muốn khai mở cho chúng sanh ngộ được, nhập được cái Phật tri kiến. Mà bây giờ muốn khai mở thì phải mở cửa. Mà mở cửa thì phải làm sao? Phương tiện. Bây giờ muốn thấy Pháp Hòa thì ngồi đây cũng thấy, ở dưới kia cũng thấy, phương tiện là cái webcam, phải không? Cho nên đó là cửa phương tiện. Mà thấy được cửa phương tiện đó thì mình hiểu được cái duyên, cái điều kiện. Mà nếu chúng ta biết ứng dụng điều kiện thì điều kiện trở nên tốt. Và có những điều kiện tốt mà không biết ứng dụng thì điều kiện trở nên xấu. Thật hôm nay gặp quý vị trong cái tinh thần đạo lữ như thế này thì Pháp Hòa chỉ xin có vài lời chia sẻ với quý vị, không dám gọi là thuyết pháp giảng kinh, mà chỉ gặp nhau trong cái tình huynh đệ và sách tấn với nhau qua những cái lời dạy của Phật. Như vậy là đủ vui rồi. Cầu chúc quý vị thân tâm được an lạc. A Di Đà Phật.